VinFast ký thỏa thuận hợp tác độc quyền với đại lý Almana Holdings. Doha ngày 9 tháng 8 2024, VinFast Auto công bố ký thỏa thuận hợp tác độc quyền với đại lý Almana Holdings về việc phân phối ô tô điện tại Qatar. Cửa hàng đại lý đầu tiên của VinFast sẽ được khai trương vào cuối quý 3 năm 2024 tại trung tâm thủ đô Doha, dự kiến bày bán các mẫu SUV điện VF6, VF7, VF8 và VF9. Theo thỏa thuận, Almana Holdings sẽ trở thành đại lý độc quyền của VinFast tại Qatar. Với kinh nghiệm và uy tín lâu năm trong lĩnh vực ô tô, Almana Holdings sẽ là một đối tác tin cậy giúp VinFast nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Qatar đầy tiềm năng thông qua việc thiết lập mạng lưới cửa hàng và dịch vụ chuyên nghiệp tại quốc gia này. Được thành lập từ những năm 1950, Almana Holdings là một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu tại Qatar. Với tầm nhìn chung về một tương lai xanh, thỏa thuận hợp tác giữa VinFast và Almana Holdings hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân Qatar những giải pháp di chuyển xanh và thông minh, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia này cũng như tại khu vực Trung Đông. Ông Tạ Xuân Hiển, Tổng Giám đốc VinFast Trung Đông cho biết, thỏa thuận với Almana Holdings là một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng toàn cầu của VinFast và đặc biệt là việc thâm nhập thị trường Trung Đông. Chúng tôi tin tưởng rằng việc hợp tác với đối tác uy tín và giàu kinh nghiệm này sẽ giúp VinFast đem các sản phẩm xe điện thông minh và chất lượng dịch vụ cao nhất tới khách hàng tại Qatar trong thời gian sớm nhất. Ông Hisham Saleh Almana, Chủ tịch Almana Holdings chia sẻ, chúng tôi rất vui mừng khi trở thành đối tác độc quyền của VinFast tại Qatar. Đây cũng là một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh của Almana Holdings. Với những đổi mới sáng tạo và sự tăng trưởng nhanh chóng, VinFast đã khẳng định được vị thế của mình với những sản phẩm chất lượng cao. Chúng tôi tin rằng thỏa thuận hợp tác này sẽ mang đến một làn gió mới cho thị trường ô tô tại Qatar, cung cấp cho khách hàng những chiếc xe điện hiện đại, thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng một tương lai xanh sạch hơn. Kể từ quý 4 2023, VinFast đã thay đổi chiến lược từ mô hình bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng sang mô hình hybrid bằng cách tận dụng cơ sở hạ tầng phân phối hiện có thông qua việc thiết lập mạng lưới đại lý trên toàn cầu. Dự kiến doanh số bán hàng qua các đại lý sẽ góp phần đáng kể vào doanh số của VinFast trong nửa sau năm 2024. Bên cạnh các thị trường trọng điểm như Mỹ, Canada và châu Âu, VinFast đang mạnh mẽ tiến ra những quốc gia trong khu vực châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Philippines cùng khu vực Trung Đông và châu Phi. Về Almana Holdings, được thành lập từ những năm 1950, Almana Holdings là một tập đoàn kinh tế hàng đầu tại Qatar. Kể từ năm 1998, tập đoàn này bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực ô tô và luôn không ngừng mở rộng, đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.